hai bé đang bơi, hai bé đang bơi nè. Anh cầm theo máy hả? Hả? Cầm máy theo hả? Sau khi mà ngâm nước chữa bệnh, nước khoáng chữa bệnh xong là Thanh lên đây nằm phơi bướm. À không phải phơi bướm, nằm che bướm. Nghỉ ngơi, uống Red Bull. Đó, ở đây là một cái quầy bar ở trong hồ. Còn đây là hồ nước nóng. Hôm nay vợ chồng đi với nhau này, lâu lắm mới có một dịp hai vợ chồng nghỉ đi với cùng với nhau này. Dậy đi chỗ khác nào cưng ơi.